trời, cặp mây xanh năm nay xuống chơi. Anh năm nay ơi buồn thay em tuổi nghi thắng thời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Em coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay đến ngày mùng hai. Có ai đi này mà em ngờ đâu anh mang trầu cao anh rước dâu luôn. Mai đi ta sang giàu quá sắp to thịt cò ra muôn. Chơi lánh chúng khách người
lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ lúc đầu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi gần lòng mạc gần đầu. Em ơi em đừng lo, ngày bên em luôn luôn có anh. Thề một câu luôn, khi yêu là cười. Xin
tổ tiên minh chứng cho thấu tình nghĩa phu thê. Thưa má, em muốn dắt anh đi về nhà. Nên mỗi lương duyên đem trong cao nhà anh ghé
sẽ không nhọc nhằn. Nhờ chung tình nghĩa trước sau, nhau nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, vì hạnh phúc nên ta chẳng mang. Vì một nhà vui lắm em ơi, một cấp lều trên có rất yêu nhau. Thưa má thưa ba. Tiền tao sẽ lo, thôi quá tuyệt vời.
điều anh thương em quá. Mùa xuân sang là ngày anh đến rất dấu vậy làm
thầm thầm như chỉ hồng. Chỉ hồng theo phụng theo lông, theo màu áo cưới thấm duyên đôi mình. Ông tơ ông xe duyên ta, bà nguyệt cũng khen hay hay. Khi nhìn đám cưới mình tại trong tay, hai bên đàn gái đàn trai chúc mừng dâu rể bắt đầu trong năm. Hai bên đàn gái đàn trai chúc mừng hai họ nhà trai mình nhà gái hôm nay họ nhà trai chúng tôi về đến đây để xin làm lễ đón dâu. Thì trước hết thì cũng xin kính mời ông trưởng tập họ nhà gái dùng đi rượu cho các bạn nhà trai chúng tôi vừa được nhập gia. Rồi cảm ơn sự đồng ý dành cho phép của họ nhà gái cho phép họ nhà trai nhập gia. Ngày mà chúng ta gọi là ngày lành tháng tốt, người Trung Hoa thì gọi là ngày sóc thị tam môn. Và chính trong ngày này, gia đình ông bà Lê Phước Khánh và Mai Kim Huệ cùng tại ấp Tân Trung, xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau đã hân hoan đón nhận lễ vật mà bà nhà trai mang đến để tổ chức lễ phu quy cho ái nữ của ông bà, đó là trưởng nữ Lê Thư Cơ, sự xét duyên cùng Tân Dê Lan Võ Hoàng nữ Úc Nga và là quý tử của ông bà Võ Hoàng Sơn Lê Thị Hồng Cẩm cùng tại ấp Hòa Trung, xã Hòa Thành, thành phố trình lễ bà ngoại đã mang đến để làm xính lễ trong buổi lễ ngày hôm nay. Chào mừng mời ông anh đáng kính của chúng tôi. Hôm nay là 12 năm lễ là 8 năm 10 năm đầu thì tôi cũng xin đại diện cho hai nhà trai cũng trình bày với nhà gái. Chúng ta dành tất cả cổ tay để hân hoan đón nhận lễ vật mà hoàng nhà trai mang đến. Kính thưa quý vị, các sự trình bày của đại diện hoàng nhà tộc là món cầu cau và 10 món quà. Quà thì còn có trà, rượu, bánh trái. Trước là đại diện quý ông bà tổ tiên và các bậc tiền nhân, cuối mong các chư vị hãy về đây chứng giám và chúc phúc cho buổi lễ hôm nay. Và sau nữa cũng là tặng quà để cho hai họ chúng ta giao lưu và chính thức ngay từ giờ phút này thỏa mãn cái câu hát ngôn của các bậc tiền nhân để lại, đó là loan phụ hòa minh sắc cầm thảo hiệu. Và ngay giờ chúng tôi xin trân trọng mời đại diện của bà nhà trai ông chủ hôn Võ Hoàng Sơn sẽ đến để trao để mà họ mang đến để làm xính lễ. Trân trọng mời ông chủ hôn và nhà gái anh Lê Phước Khánh sẽ đến để nhận lễ vật mà họ đã mang đến để làm xính lễ cho ngày vui hôm nay. Thank you.
lên ngôi. Và một nửa cũng chính ngày hôm nay đã tìm được nửa còn lại của mình để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc viên mãn. Ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng mời bà trưởng thôn họ nhà gái chị Mai Kim Huệ là thân mẫu của cô dâu. Xin mời vào bên trong. Ban đầu cuộc sống em khác xưa nhiều lắm, cho em cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay từng ngày. Em biết quy chuẩn từng giây phút khi có anh bên cạnh, tìm được anh là điều vô giá nhất trong em hằng mong. Ở bên anh bao muôn phiền lo lắng trong em tan biến hết, chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Lòng vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cười sẽ minh chứng tình yêu em dành cho anh. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh, cho anh cuộc sống mới đầy ấp tiếng cười rộn vang, cho em sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về, cho em ngàn nụ hôn chắp cánh ước mơ bay thật xa. Và bên cạnh anh tân gia nhân như cơ vô cùng rất là sang trọng rực rỡ và duyên dáng, tất cả điểm khác trên người một bộ hôn phục á đông của chúng ta. Ngay bây giờ để đáp lại bác hình tượng ưu ái mà còn thể quý vị con duyên hai họ đến đây để chúc phúc cho hai em, thì hai em hãy hướng về hai họ để có hai người ra mắt. Đô viên ương chí bí lần cuối đầu thứ nhất, đô viên ương cuối đầu lần cuối đầu thứ hai, đô viên ương cuối đầu. Chúng ta dành một tràng vỗ tay để chúc phúc cho hai em càng chúng ta thành công. Và bây giờ chúng ta sẽ có trong em tan biến hết, chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em đã nhắm mắt lại nhận lời đính hôn của anh thật lòng, vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cười sẽ minh chứng tình yêu ta dành cho nhau. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh, cho anh cuộc sống mới để trang điểm cho cô dâu như cơ hôm nay. Ngay sau đây xin mời chị chú công và nhà trai chị Lê Thị Hồng Cẩm hãy đến để trang điểm cho cô dâu của mình. Xin được trân trọng mời. Và với sự chứng kiến của bà thông gia, xin mời chị Mai Kim Huệ cũng đứng lên để chứng kiến con gái mình được họ nhà trai đến để trang điểm bằng những món nữ trang rất là giá trị. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao của chúng ta, cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao của con gái, một phần nào đáp lại cái công đức sinh thành dưỡng dục của các bậc làm cha làm mẹ. Đó là 4 lượng vàng 24k, đúng không anh chị thông gia nhà trang? Đám cưới em là cô dâu, đám cưới chú sẽ là anh, và sau một ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi sinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly, cầu chúc trên con đường đi, ngập tràn tình yêu mình chia sát bao vui buồn, ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ, ngồi ngắm anh cưới lòng em vui thẫn thờ, sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ. Giờ em rạng rỡ vây cưới cô dâu, nụ cười mẹ cha nao nức trẻ thơ, bạn bè chúc phúc lòng anh bao bất ngờ, anh hạnh phúc như chưa bao giờ. Mùa
nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới, em là cô dâu. Đám cưới, chủ sẽ là ai? Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc, hạnh phúc, ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên cả đường đi. Mình chưa rớt bao vui buồn, ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ, ngồi ngắm anh cưới lòng em lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ, nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chủ sẽ là ai? Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Câu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chưa dứt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chủ sẽ là anh. Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chưa dứt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Được, tức là 2 cây rưỡi và 24 cây. Ôm anh vào lòng, nhìn anh xem anh có giống đang đùa không. Ngày ta cùng nhau nắm lấy đôi cánh tay, là sắp về chung mái ấm bên nhau mỗi ngày. Đặt đôi bàn tay lên đây anh trao, nhắn cưới cho em ngày. Ngày mai bình minh thâu sắc chia anh với em, nhà trao nụ hôn. Tình yêu của chúng con, tình yêu con dành cho cô ấy đến suốt đời.
Sơn đại diện cho ngày nay lên ra mắt hoàng tử tiên và các bậc hiền dương tiền nhân của học đường nhà Hoàng Lê. Có nhiều cái phương án mình làm. Nghe thấy ông bà của Hoàng Sơn và Lê Thị Hồng Ngọc cụ thể đó là bà Trung Sơn Hoàng Thành. Chúng tôi không phải để đi chứng kiến về chút phút tôi có liên duyên giữa hai họ Lê Võ ngàn đời các cạnh được tham gia. Các cộng mời em nghệ thì có hai, có bốn lần cuối đầu xuất bản lần. Lần cuối đầu thứ nhất, lần cuối đầu thứ hai, lần cuối đầu thứ ba và lần cuối đầu thứ tư. Mời hai vị đại diện của Trường Thương. Quý là ánh sáng, sức nóng và sự hâm mộ. Đây cũng là một cái công việc để dạy dỗ cho hai con. Ánh sáng là để soi đường cảm đối cho hai con tìm về những tuyến đường ngay. Sức nóng để hút hút tình cảm vợ chồng cho hai con càng ngày càng thêm cái có mặt mòn. Và sự hao mòn của đôi nến đó là sự hồ cảm không sẻ chia. Và khi sinh cho hai con sẽ có thể vợ chồng nằm trong tình cảm. Lê, hôm nay gia đình hai họ đã kết hôn nhau và cầu chúc cho con linh ưu như cơ và hoàn thành trong năm tình viên mãn bắt đầu nghĩa phu thê. Hai vị đại diện sẽ có bốn lần cuối đầu chúc mừng gặp được, lần cuối đầu thứ nhất, cuối đầu, lần cuối đầu thứ hai, cuối đầu, lần cuối đầu thứ ba và lần cuối đầu thứ tư. Xin mời hai vị đại diện thường ra. Và các con được không? Kính thưa quý vị, hai đứa con trăm năm hạnh phúc. Đó, nhìn ra máy em con cái à. Rồi, uống rồi, đúng không? Bà cô, cứ hai người không được đi. Có ai hỏi em, thầy con. Bà chưa tới, tới. Rồi, dạ. Rồi tuần rượu thứ hai là bà cô và bác hai nhanh. Xin mời bác hai nhanh lại đây. Bác hai đâu rồi, bác hai. Bác hai với bà cô cũng đi ghi hình trước khi uống nha. Rồi bác hai đứng đợi con xíu à. Rồi nhìn máy con luôn à. Rồi tất cả hướng về bác. Rồi xin cảm ơn sự hiện diện của bà cô và bác hai rất nhiều. Và chúng tôi cũng nhận được một thông tin là có cô Sáu Thí xin mời nhận phong bì tiếp tục. Bây giờ ngoài còn ai chú Hải gì bác ba. Bác ơi. Rồi cô Mẫn nè, phong bì của cô Mẫn. Rồi bác Tư uống rượu đi, bác Tư uống rượu rồi hả? Bác Hoàng ba là đâu? Gì đó? Rồi mời bác ba luôn. Bác hai, bác ba, bác Tư, bác hai rồi, bác ba rồi. Dạ, cậu Út chuẩn bị luôn nha. Cảm ơn sự hiện diện của bác ba và các phong bì của bác ba gửi đến cho hai cháu. Đúng rồi, uống rượu chút phút. Dạ rồi, cùng đi ngủ lên con cái. Uống rượu chút phút trước rồi gửi phong bì chút phút sao? Cháu ơi, cháu ơi. Rồi, xin cảm ơn sự hiện diện của cô Diệp Bảy và cô Bảy có cũng nhìn mắt hướng lại nhau kìa. Đây, nhìn ra máy con cái à. Sát đứng sát cho cô dâu con biết em à. Dạ rồi. Đây. Dạ. Cũng như mình đang dạ rồi, mình nhìn máy con cái à. Đây, hai, ba. Dạ rồi. Khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ và mây trời lòng rộng không phụ biết con gái. Bây giờ hai con hãy tranh luận cho ba mẹ hai bên. Trước hết xin được các cậu mời hai ông chủ hôn của hai họ, ông Lê Phước Khánh, thân phụ của cô dâu Như Cơ và ông Võ Hoàng Sơn, thân phụ của chú rể Hoàng. Hai ông sẽ uống rượu chúc phúc hai ông của mình. Chưa, đợi cùng ly. Đợi cùng ly. Chị bị và xung quá. Dạ rồi, mình cũng đi ngủ lại. Rồi, xin mời. Rồi, mình cảm thấy về máy ảnh kìa, nhìn lên máy ảnh. Dạ rồi, nhìn máy con cái này nha. Hai, ba. Rồi, uống luôn, rồi. Uống chăm luôn nha. Chúc mừng hai em luôn. Rồi, tiếp theo là tuần rượu dành cho mẹ cấp 24 bà cha. Là hai mẹ đi dạy, còn hai người cha đánh kích. Hai chú mình đi ngủ lại, nhìn ra máy con cái này. Cứ đi, máy nhận tiền về thôi. Hai, ba, tôi lắm.
Lên, đúng rồi, nhìn mái con luôn nè nha. Hai, ba. Rất là tuyệt vời. Rồi, hai bà số bắt tay luôn, thủ tục cho đủ luôn cây. Bắt tay rồi, hai ông số rồi, luôn. Nhìn nha mái con luôn. Hai ông số chạm ra, chạm thẳng tay đi, giúp con cái luôn. Hai ông số chạm tay. Dạ rồi, nhìn nha mái con luôn nha. Hai, ba, bốn. Chứ kể không hai con dâu. Rồi, đúng rồi, đẹp luôn. Rồi, ông nội với bà cùng đi, nhìn lên mấy ảnh nè, ngoài ơi. Nhìn lên mấy ảnh nè. Rồi, tươi lên con này nha. Xin nha. Để rồi mình cũng đi ngủ lại con hai, cái à. Còn hai, nhìn máy con cái này nha. Con về. Ê, hai, ba. Hết rồi, áo tím áo xanh. Bây giờ em đã khóc là chồng. Rồi, anh bước cho nhà bắt tay. Từ bao đời nay, trong phong tục của người Việt Nam, miếng cầu luôn đi đầu câu chuyện. Đối với câu chuyện cả đời của một người cũng vậy, không thể thiếu được khay cầu cao. Người xưa cho rằng, khay cao có thân tròn, chắc, đứng thẳng là biểu tượng của người con trai. Còn lá cầu hình tam giác bầu bỉnh, xòe ngang trên mặt đất là biểu tượng của người con gái. Dây cầu leo quấn quýt quanh thân cao cũng là biểu tượng cho tình yêu bền chặt. Cầu cao ăn với một chút vôi thì tạo được một màu đỏ hồng như màu son, màu đỏ biểu tượng cho sự chung thủy. Trong dân gian vẫn truyền khẩu với nhau, miếng cầu ăn kết làm đôi, lá cầu là vợ, cau tươi là chồng. Cầu xanh, cau rắn, chay hồng, vôi pha với nghĩa, thuốc nồng với duyên. Với người con gái, cầu cau được xem là biểu tượng của sự tiếp đón danh giá, để họ tự hào suốt đời. Rồi vâng tên ghi hình nữa. Rồi hai đứa đứng lên. Hai đứa cùng bật tay lên. Tay phải. Đứng đối diện với nhau nè. Đứng đối diện với nhau là phu thê. Hãy là chúng ta là nhất bái thiên địa rồi phải không? Nhị bái cao đường rồi phải không? Giờ nó phu thê thì đâu phải. Hai con cúi đầu. Hai con cúi đầu để ghi hình đi nha. Cúi đầu thật sâu. Chờ thì cầm chút. Ghi hình chưa? Rồi xin mời đặt lên đây để dâng cúng cho bà lên xin mình nè. Rồi. Tôi lên nè cô dâu ơi. Rồi. Rồi nhà gái mình nhận đi. Đến đây chúng tôi tổ chức lễ liên hôn và xin được hồi chúc của quý vị có một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn và lễ phép kính chào toàn thể. Chúng ta cúi đầu. Chúng ta cúi đầu. Vì vậy họ là trai chúng tôi là chúng xin phép từ giả cho họ là giá để các thầy những người đó làm ra này những người ở phía dưới và được sự biết. Lòng
một lòng trăm năm bên duyên. Tình là tình yêu thương triền miên, ruộng vang lời ca chúc nhau hót ru tình chúng ta. Chàng đến bên trao nàng chiếc hôn, ánh mắt yêu thương không sao rời xa. Chiếc nhẫn đeo tay có nhau trong đời, sắc son mãi tình yêu này. Lòng ngất ngây ngàn khúc ca trao lời thiết tha, ánh nắng ban mai như ru tình ta. Dáng tân nương thước tha quá mạnh khiến ai lòng rối bời. Bao tiếng cười reo vui nâng rượu ly chúc nhau. Lòng trăm năm bên duyên, tình là tình yêu thương triền miên, ruộng vang lời ca chúc nhau hót ru tình chúng ta. Chàng đến bên trao nàng chiếc hôn, ánh mắt yêu thương không sao rời xa. Chiếc nhẫn đeo tay có nhau trong đời, sắc son mãi tình yêu này. Tài có nhau trong đời, tình mình bền lâu suốt đời. Trai đưa sang kiều vàng dù che cô dâu, ôi xôn xao khắp xóm làng ta hát vàng khúc ca rộn ràng. Kìa cô dâu đẹp xinh còn anh chú rể hiền ngoan, yêu nhau mãi dài lâu dấu bao gian nan một lòng. Ru mừng cùng nâng ly bôi họ hàng về đây chung vui, đôi tân lan duyên thắm tình quê mãi bên nhau trọn. Trong đồng lòng ta càng biến đông quê bằng đừng cái anh em vẫn thương hoài. Đầu năm sinh con gái cuối năm thêm cu tèo, đôi ta duyên nào gió trời bên nhau trọn đời một lòng son sắt thủy chung. Chúc mừng chị ba cô tư anh sáu hai nhà, đầu năm vui đám cưới xuân về nhà nhà yên vui.
thầy đưa sang kiều vàng dù che cô dâu. Ôi xôn xao khắp xóm làng ta hát vang khúc ca rộn ràng. Kìa cô dâu đẹp xinh còn anh chú rể hiền ngoan, yêu nhau mới dài lâu dấu bao gian nan một lòng. Ru mừng cùng nâng ly bôi họ hàng về đây chung vui, đôi tân lang duyên thắm tình quê mãi bên nhau trọn đời. Ai gieo chỉ soi tơ hồn, ta nên vợ chồng đồng lòng. Ta càng biến đông muối mặn gừng cay, anh ơi em vẫn thương hoài. Đầu năm sinh con gái, son sắc thủy chung. Chúc mừng chị ba, cô tư anh sáu hai nhà. Đầu năm vui đám cưới, xuân về nhà nhà yên vui. Ai yêu chỉ soi tơ hồng, ta nên vợ chồng đồng lòng. Ta càng biến đông muối mặn gừng cay, anh ơi em vẫn thương hoài. Đầu năm sinh con gái, cuối năm thêm cu tèo. Tổ chức lễ khai công cho tôi ngày quốc gia tính hai mừng cháu Lê Dương Cơ tuổi tuổi con của ông bà Lê Quý Khánh và hai sức khỏe tôi tin cả là thành phố Cà Mau. Thì đó anh đây đã cho dân tộc nội ngoại cũng hiện diện đến đây dự lễ tân hôn cho cháu Võ Thị Hoài Mẫn. Gia đình xin trân trọng kính chào tất cả quý ông bà cô bác. Và để chuẩn bị đứng ngay ngay lại cười cái cúi đầu cái em bắt đầu đi rồi vô nhiên cúi đầu rồi cho đàn phát tao chúc mừng hạnh phúc các em luôn rồi. Rồi bây giờ mấy cái con là cũng là cái công đức của ông bà để lại vậy để tỏ lòng biết ơn thì hai con quay mặt đã vô cúi đầu qua lễ lễ thứ hai cúi đầu lễ thứ ba cúi đầu hãy vừa quên nhân nghĩa phụ quốc của trên đã uống chậm chút xíu uống nhiều chút. Có lớp vụ trên bàn thờ chưa? Nãy giờ tao quên. Chúc đại cho con bên cháu ngày hôm nay vậy thì để tỏ lòng với cô ơi. Cái mình cái nha, dâu rể đứng sát với dâu rể cô dâu. Dạ rồi, đây nhìn đây con cái ông ơi. Rồi, uống luôn, hai ông đẹp quá rồi. Rồi, cảm ơn hai chị. Chúng mỗi cuối đầu luôn nha, chúng mỗi cuối là một, cuối cuối là từng những cái nhỏ. Rồi, bây giờ cái dạ rồi mình cũng ly rượu lại mình nhìn máy con chụp tấm hình cái nhà cô dâu đứng sát nha mẹ dâu ơi. Đây 2 3 dạ rồi. Ơi để phụ thái thay đèn cày nhỏ dưới gì nữa phụ ơi. Giờ chắc tới người ở dưới cậu ba. Dạ rồi bà ngoại Vĩnh đó nhìn ra máy con luôn à. Đứng ngồi đây chậm chậm mình nghe làm hoài mỗi cô bác mình nghe.
Thì tôi không thể được bà ngoại đây dùng. Nó bên gì này nào. Bà ngoại ơi, dịnh đó con hai lớn hơn tụi bay quá. Hai lớn hơn tụi bay quá. Dạ rồi, cô chú cũng đi ngủ lại nhìn máy con cái nha. Dạ đây, 2, 3. Dạ rồi. Cần ly nữa không? Nhà ngã thì nãy coi rồi, giờ phải coi phải không? Và dây đình nhìn đây nè. Rồi, nhìn đây nè. Tới lần. Rồi. Rồi, vậy là xong rồi đến đó. Bà cô đâu rồi nhé? Bà cô có sao nhé? Rồi, cũng ly rượu lại con chụp tấm hình cái nha. Dạ rồi, nhìn máy con cái à. Đây, 2, 3. Rồi, uống luôn. Rồi. Rồi, xong cái ai đây nè. Bởi vì cái nấy cái bằng bán đất để lại cái sổ thu quyền sử dụng đất kia để lại. Đó rồi mình dịnh đó mình nhìn ra máy con luôn à chú. 2, 3. Rồi cảm ơn mấy vị mà chú ba chụp tấm hình cái nha. Rồi cô dâu đứng sát vô dâu ơi. Dạ đây 2, 3. Dạ rồi. Rồi tiếp còn con chú bác nào nữa không? Không, không thì cái phần anh vậy. Dạ rồi mình đứng lên luôn đi chú. Mình đứng lên rồi. 2, 2, 3. Chỗ mà mặt kim quá. Dạ rồi, nhìn lên máy con luôn Dượng ba ơi, cô dâu đứng sát nữa nè vô. Dạ đây, 2, 3. Dạ rồi. Luôn. 5%. Rồi, cảm ơn ai vậy? Các bạn ơi, đi, cuối đầu. Thôi, mau lẹ lắm. Rồi mình cũng đi ngủ mình nhìn máy con chụp tấm hình đó nha. Dạ đây 2, 3. Rồi vợ mà bên đây là bố mẹ rồi đó. Dạ rồi mình nhìn lên máy mẹ cái nha, cô dâu đứng sát vô xíu vô. Dạ đây 2, 3. Rồi uống luôn. Chăm chăm phải không? Rồi cảm ơn anh chị. Giao lưu chào hỏi với nhau là một, cái thứ hai nữa đó là cái nghĩa đó bà, cái lễ. Vậy mời chú lễ thụ đó được. Trước hết tôi mời ông nội bà nội. Ở cũng đi ngủ lại con chụp tấm hình cái này nha. Đây ông nội ơi, nhìn máy con cái ông nội ơi. Đây 2, 3. Dạ rồi. Còn hai lớn hơn mày nữa không? Dạ bác nào với bác gì nè. Cùng nói bên nè. Dạ bác nào với bà hai cùng đi con chụp tấm hình cái này nha, nhìn máy con luôn à. Người yêu ơi, hãy nói anh nghe. Chúng ta yêu nhau bên nhau thương nhau được bấy lâu rồi. Từ khi anh quen em, cuộc sống anh như đổi thay. Có em quan tâm anh bên anh. Dù mai kia ra sao, cuộc đời dẫu bao gian lao, thì hãy hứa với anh được không? Anh thật lâu và bên anh suốt đời này, cả cuộc đời chỉ mình em thôi và yêu ơi. Rồi anh sẽ cưới vợ thôi, yêu mình em không thêm một ai, và anh sẽ cho em cảm thấy em hạnh phúc khi ở bên anh. Tin anh đi, anh chẳng lừa dối, con tim anh chỉ mình vợ thôi. Anh sẽ đưa em đi dù ngoài mọi nơi. Sống không cần nghĩ gì, người ấy sẽ đến đó.
tháng mãi trôi theo hình dung kia. Nụ cười xinh bờ môi cong dáng em yêu kiều, trong bông hoa sắc này giữ mãi cho riêng mình em thôi. Lời yêu thương có đơn phương với em không? Trái tim này đã lỡ yêu em từ bao lâu? Người con gái dịu dàng như những cánh hoa hồng. Liệu rằng anh biết tình mình muốn nói nhớ em được không em? Chờ hỏi dòng dẫu bao lâu cũng không sao. Mình ăn nói xin nhẹ tuyệt vời. Nên muốn theo nàng mãi về sau, nụ cười cả ánh mắt khiến ta lại càng muốn nghe nhau. Dẫu mai sau có một nàng mỹ nữ sắc hoa gọi mời, thì nàng ơi, ta sẽ luôn ở bên em trọn đời. Vậy của anh ngày về chung nhà
thứ yêu thật thà. Một hai ba càng hết đi biên ngày vui. Ông ta buộc dây duyên tình chúng ta từ đây. Giờ mình là của nhau đến muôn đời nhé. Trầu cao nguyện quấn nhau, tình dương gian ngàn sâu. Dòng anh nguyện thề bên em và yêu chỉ em thôi. Bàn tay ông ngỡ không rời, nhẹ nhàng điều bước em. Cùng nụ cười tỏa nắng cho em chìm đắm ngất ngây từng say. Gọi em giờ dễ thương, giờ yêu qua trong đây. Chúc anh người em yêu hạnh phúc mãi bên em. Cùng nhau đi khắp chân trời, ngày gì chỉ nắng mưa. Vợ chồng mình tuyệt nhất đó là tâm đầu. Em bước bên anh nở nụ cười rạng rỡ. Anh khẽ nói rằng em đẹp nhất hôm nay. Váy trắng tinh khôi một ngày trời rốt mật. Em là cô dâu hạnh phúc nhất trên đời. Anh nắm tay em đi giữa biết bao người. Bạn bè say sưa trao lời mong chúc phúc. Ba má họ hàng cùng vui mừng hết mực. Trao những món quà để làm của hồi môn. Thử hôi trên đời còn gì mãn nguyện hơn. Đời phút chúng mình biểu đáp trần đồng ý. Kỷ vật kết đôi trái tim và lý trí. Từ giây phút này mình đã thuộc về nhau. Chẳng cần hứa rằng đến răng long đầu bạc. Chỉ cần nguyện lòng sẽ mãi mãi bên nhau. Hơi thở cuối cùng tay vẫn nắm chặt tay. Chỉ cần vậy thôi em vô cùng hạnh phúc. Yeah. Ba má thật vui mừng, họ hàng ai cùng chúc trăm năm bền lâu. Khi ba và má gật đầu chúng ta thành đôi, dù vì em sẽ là cô dâu của anh. Ngày về chung nhà, hai đứa yêu thật thà. Một hai ba càng hết đi biên ngày vui. Ông ta buộc dây duyên tình chúng ta từ đây. Giờ mình là của nhau đến muôn đời nhé. Nguyện thề bên em và yêu chỉ em thôi. Bàn tay ông ngỡ không rời, nhẹ nhàng điều bước em. Cùng nụ cười tỏa nắng cho em chìm ngập ngất ngây từng say. Gọi em giờ dễ thương nè, giờ yêu qua trong đây nè. Chúc anh người em yêu hạnh phúc mãi bên em. Cùng nhau đi khắp chân trời, ngày gì chỉ nắng mưa. Giờ chồng mình tuyệt nhất đó là tâm đầu. Thề bên em và yêu chỉ em thôi. Bàn tay ông ngỡ không rời, nhẹ nhàng điều bước em. Cùng nụ cười tỏa nắng cho em chìm đắm ngất ngây từng say. Gọi em giờ dễ thương nè, giờ yêu qua trong đây nè. Chúc anh người em yêu hạnh phúc mãi bên em. Cùng nhau đi khắp chân trời, ngày gì chỉ nắng mưa. Vợ chồng mình tuyệt nhất.